Ở đó, một ghi lan cốt phi trẻ trung, nhưng cũng thật trưởng thành đã hiện lên cùng các cao được giết tiếp những chân mới cho câu chuyện lan tỏa niềm tự hào đất Việt. Những ngày tháng 10 này, ghế ghi lan cốt phi tụ họp cùng gamer thủ bè, hoặc chỉ đơn giản là dành đôi ba phút trong không gian quán thân thuộc bên ly phim sữa đá, ly rige trà xanh hay ly trà xanh vàng, ta sẽ thuận lợi tóm gặp gỡ giai điệu đầy tự hào từ gắn kết niềm tự hào đất Việt những câu chuyện chân thực, những tâm huyết của trong suốt 20 năm qua của thương hiệu diệt này được gửi gắm trong những giai điệu vui tươi, lời ca đầy ý nghĩa đã hoàn toàn đoạt được người theo dõi với hơn 15 triệu lượt xem. Hy Lan Cốt Phi 20 năm gắn kết niềm tự hào đất diệt 60 giây Bắt đầu bằng giai điệu tư vui khơi nguồn cho niềm tự hào đất diệt, hình ảnh Hy Lan Cốt Phi hình thành đầy chân thực, đang xen mượt mà với từng cột mốt đáng nhớ trong suốt 20 năm người xem sẽ thuận lợi tóm gặp gỡ trong từng thước phim những hình ảnh dung dị mà cũng đầy tự hào của người diệt trên khắp mọi miền. Hoàng mình theo từng giai điệu, khung hình trong 20 năm gắn kết niềm tự hào đất Việt của Y Lan Cô Phi, người xem như được quá thân thành những người nông dân tự hào dung dấn mầm xanh, nuôi dưỡng và chờ ngày thu hoạch từng hạt cà phê chín mọng, từng lá trà tươi xanh nơi cao nguyên đầy nắng gió hay chàng ba tiết ta đang từng ngày dền dữ, sẽ chi những yêu thương qua mỗi ly phe, ly trà trao tay khách theo chân những loài người Hy Lan Cốt Phi tràn đầy nhiệt huyết và đam mê này, ta nhìn thấy cả một chặng đường 20 năm của Hy Lan Cốt Phi từ buổi đầu xây dựng văn hóa phe diệt đến kia niềm tự hào đất diệt đã được lan tỏa minh mông khắp. Những thước phim mượt mà nhắc nhớ người xem về những tháng ngày miệt mài tìm đến từng đối tác, từng giường phe, từng đồi chè để đổi lấy những cái tóm tay cùng chung chí hướng, những cái gật đầu đầy tin cậy. Để rồi nhường tổ cho từng ngày mới thêm ngọt ngào, cảm xúc dân trào khi nhớ về những kỷ niệm mỗi lời ca cất lên đưa người xem về với từng thời điểm, từng cột mốc của Ylang Lan Cốt Phi và nhắc nhớ những nỗ lực không kết thúc nghỉ của thương hiệu này trên con đường thấu hiểu gào thưởng thức của người Việt, từ đó làm nên những nét hương vị là mắt chỉ có thể được tạo ra bởi Ylang Lan Phi nhưng để đạt được những cột mốc tuyệt hảo làm nên tuổi 20 tuyệt vời hôm nay và trở thành một điểm nhấn không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày của triệu người Việt, hành trình của Hy Lan Cốt Phi không chỉ dừng lại ở câu chuyện xây dựng văn hóa cà phê Việt, nỗ lực hiểu gào thưởng thức của người Việt, mà còn là sự gắn kết hàng triệu trái tim đồng điệu để làm nên tinh thần kết nối, lan tỏa mạnh bạo niềm tự hào đất Việt trong mỗi người. Niềm tự hào hôm nay là niềm tự hào chung của tất cả, của những người đã miệt mài cung lan cốt phi suốt 20 năm cùng gắn kết gì niềm tự hào đất Việt. Mừng sinh nhật tuổi 20, Hy Lang Cốt Phi thể hiện các cao được viết tiếp những chương mới cho câu chuyện lan tỏa niềm tự hào đất Việt. Với hàng loạt những thưởng thức là mắt từ chuỗi sự khiếu nại kỷ niệm tuổi 20 hứa hẹn đầy bùng nổ, Hy Lang Cốt Phi mong muốn kết nối và lan tỏa niềm tự hào đất Việt mạnh bạo hơn nữa đến triệu trái tim Việt. Đồng thời, đây cũng là lời cảm ơn chân thành nhất từ Hy Lang Cốt Phi gửi đến tất cả mọi đối tác, đội ngũ nhân viên và khách hàng, những người có chung niềm tự hào đất Việt đã cùng gắn kết, cổ vũ, động viên mỗi bước đi của Hy Lang Cốt Phi trong suốt 20 năm qua. Sự kiện nại tại Đà Nẵng ngày 8 tháng 11 sẽ mở đầu cho chuỗi chương trình kỷ niệm hành trình 20 năm gắn kết niềm tự hào đất Việt của Gilan Phi